việc xây dựng các khu đô thị là góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Nhiều người dân cũng rất ủng hộ, tin tưởng, tích cóp cả đời hoặc vay mượn với mong muốn được an cư lạc nghiệp tại những khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, nhiều dự án sau khi thu tiền của khách đã không được triển khai hoặc chậm đầu tư xây dựng khiến cho nhiều khách hàng bức xúc. Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, có vai trò thu hút các nguồn lực tạo ra các tài sản cố định. Tuy nhiên, bằng những chiêu trò lách luật của chủ đầu tư và sự thiếu giám sát của một số địa phương đã dẫn đến hệ quả. Nhiều dự án dù đã có chủ trương được giao đất nhưng triển khai xây dựng chậm hoặc bỏ hoang kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai. Mới đây, với sự chỉ đạo vào cuộc của nhiều bộ ngành đã yêu cầu thanh kiểm tra đối với các dự án treo, qua đó sẽ thu hồi các dự án đã quá hạn mà không triển khai. Ngoài việc một số bất động sản bị thu hồi, thì nhiều chủ đầu tư còn bị điều tra liên quan đến một số sai phạm. Theo VN Express, hồi tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã thu hồi 3 dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố Quy Nhơn. Lý do là chủ đầu tư chưa triển khai các thủ tục đất đai, xây dựng và chưa ký quỹ đầu tư, chậm tiến độ so với quyết định giao chủ trương đầu tư. Một vụ việc khác, theo Tuổi Trẻ Thủ Đô, hồi tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã củng cố hồ sơ điều tra vụ sai phạm tại dự án cho người có thu nhập thấp do công ty SDO làm chủ đầu tư, đồng thời điều tra việc cố ý làm trái quy định của pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty SDO. Thực tế, thời gian qua, để dự án không bị thu hồi, nhiều chủ đầu tư đã lách luật bằng cách vẫn đầu tư xây dựng dự án nhưng với tiến độ rùa bò, chậm đầu tư cơ sở hạ tầng, chậm cấp điện nước, thậm chí không làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân khiến cho cư dân bức xúc, kiện tụng kéo dài. Mới đây, nhiều khách hàng ở nhiều tỉnh thành cũng đang kêu trời vì những khó khăn, vướng mắc khi sở hữu bất động sản của tập đoàn COSI. Theo nghiên cứu tìm hiểu của phóng viên, COSI Group là chủ đầu tư của dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên. Tuy nhiên, các dự án bất động sản mà COSI Group làm chủ đầu tư lại liên tục vướng những lùm xùm. Tháng 8 năm 2018, COSI Group bị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang xử phạt 40 triệu đồng khi tiến hành xây dựng mà chưa được cấp phép tại dự án khu đô thị COSI Bắc Giang, phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Năm 2021, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, dự án khu đô thị COSI Sông Công của COSI Group được giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, nhưng không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án là không đúng theo quy định về ban hành quy chế quản lý khu đô thị mới. Tại Lào Cai, theo quyết định số 4544 ngày 8 tháng 12 năm 2015, dự án COSI Mountain View Lào Cai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án khu đô thị mới tiểu khu đô thị 17, khu đô thị mới Lào Cai, do COSI Group làm chủ đầu tư. Nhiều hecta đất sau đó đã được thu hồi để phục vụ dự án này. Cả 100 hộ dân đều đồng tình ủng hộ với mong muốn khu đất này sẽ tạo thành một khu đô thị sầm uất, kiến tạo giá trị sống bền vững, gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng và đối tác như chủ đầu tư đã quảng cáo. Theo kế hoạch, đến hết quý 3 năm 2018, dự án sẽ thực hiện xong hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư một phần công trình nhà ở liên kề, nhà ở biệt thự. Giai đoạn 2 đến hết quý 4 năm 2019, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng các công trình trên đất như hoàn thiện phần thô và mặt ngoài công trình nhà ở liên kề, nhà ở biệt thự, nhà vườn, công trình dịch vụ thương mại. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ dân tích cóp vay mượn tiền để mua nhà, chuyển về khu đô thị ở với mong muốn an cư lạc nghiệp nhưng đều thất vọng bởi khu đô thị có nhiều bất cập, ngổn ngang. Nhiều hạng mục của khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện. Điện nước của nhiều hộ dân đang phải cầu nối, dùng nhờ một cách chằng chịt. Vỉa hè và một số vị trí đường nhánh chưa được đầu tư đúng mức, chưa đảm bảo an toàn. Nhìn vào những hình ảnh này, ít người có thể tưởng tượng đây là một khu đô thị đã được quảng cáo rầm rộ với những lời hoa mỹ là hiện đại và đẳng cấp đáng sống của cư dân. Còn tao ở đây có 3 năm rồi, nước lấy nhờ, điện nhờ,
coi như cứ ở đông bênh sổ đỏ chưa có. Cháu tính những cái ngày đó đã xong đâu, cấp gì đã làm điện đâu, nước có đâu, điện có đâu, toàn lấy nhờ hết chứ. Cả một dãy này chưa có bìa đỏ xanh gì cả. Tất cả những cái vùng ở bên phía bên này nhà cô là chưa có một cái bìa đỏ, chưa có một cái gì, toàn ăn, toàn coi như là sống nhờ hết, nước điện nhờ, coi như là đất cát thì coi như đấy, cháu chỉ nhìn bên kia người ta làm xong đường nối đi lại nhà cô đấy, nhìn đấy, chả ra đâu vào đâu cả. May nó làm cho cái hè trước cô mới ở còn chả đâu vào đâu, coi như một bãi đất hoang như vậy. Bây giờ là mới, ôi giời ơi, rắn vào tận nhà, rắn vào tận nhà. Hôm nọ còn nữa, cái đường dưới cái cháu kìa, cái đường hô hố đây này, trẻ con còn ngã còn ấy kìa, sủng đầu kìa, chứ không phải là chuyện thường. Xong bắt đầu bị phát vụ đấy nè, bắt đầu nó lần nấp nấp tới đây, nấp hết chỗ này rồi đấy. Để đi câu nhờ. Đây điện bọn cô có đâu, điện này là điện của công ty chứ. Tôi tưởng là điện này mình phải được cấp chứ. Điện này điện lực chưa có. Ồ. Điện nước chưa có. À. Xây nhà xong bắt đầu đủ thủ tục hoàn thiện cho họ thì họ mới cấp bìa cho mình. Phải xây đúng mẫu. Có rồi đúng không? Điện sáng chưa? Thế lắp bóng rồi ạ. Lắp bóng chưa có điện. À, lắp bóng điện, bóc bóng điện cao áp này thắp ở đường mà có bóng lại chưa có điện. Chưa có điện, điện dùng chưa có. Để đất đai không bị hoang hóa, lãng phí và đảm bảo cuộc sống cho nhiều hộ dân, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có phương án, biện pháp để các chủ đầu tư dự án phải triển khai xây dựng đúng như mục tiêu và cam kết đã đề ra. Nếu doanh nghiệp vướng khó thủ tục thì cần có sự hướng dẫn hỗ trợ, gỡ vướng để dự án sớm triển khai hoàn thiện. Còn nếu doanh nghiệp cố tình lách luật, chây ý hoặc không đủ năng lực, vật lực để dự án kéo dài thì cũng nên có biện pháp xử lý triệt để, kể cả xử lý hình sự nếu có. Như vậy mới đủ sức răn đe, làm gương cho các dự án khác.